ơi, sao bà còn ở đây? Trời ơi, bà chưa biết tin gì hết hả? Gì bà, vụ gì? Con bạn tôi ở trên phường á, nói là ở trên phường bây giờ đang có một cái email cảnh báo tội phạm. Ở trong cái email đó đó là nguyên một cái thông tin cho dây nặng lãi của bà đó. Ủa, sao tự nhiên đâu có? Rồi, nguyên một cái dây hụi của bà luôn. Ủa, ai gửi mail lên phường vậy? Bà gáp này nè. Nè, tôi nói thiệt nha, cái chuyện mà xảy ra cớ sự ngày hôm nay cũng là hai người không chứ. Ủa? Lý do gì? Đều lắm, cái gì cũng đều hết trơn á. Ha, này nhớ lại được cái ngày đó tại sao tôi bị bắt lên phường. Có phải là tôi sử dụng cái app của thằng Phi Khanh, sau đó cái app nó bị lỗi và cả hệ thống hụi của tôi đẩy lên phường đúng không? Cưng ơi, ngộ quá. Cái app là tự động cưng xài, chứ ai ép cưng xài đâu, rồi giờ cưng đổ thừa. Ủa đúng không em? Em là người á là xài 2-3 ngày xong ha, em muốn đưa thằng Phi Khanh lên đầu luôn á. Trời, lúc nào cũng khen nó, đưa nó tên tận mây xanh. Anh đụng cho nó cái là em đòi sống chết nhanh liền đúng chưa? Đúng, đúng là tại vì tôi thiển cận, cái lỗi là lỗi của tôi đúng chưa? Nhưng mà tại sao tôi ở với hai người nè, một người là chị của tôi, một người là chồng của tôi. Những cái lúc mà thấy tôi thiển cận như vậy, tôi thiếu cái suy nghĩ như vậy thì hai người phải biết làm sao, hai người phải khuyên lơn tôi chứ, hai người phải cản tôi chứ, phải cho tôi đừng có bị lún sâu vào con đường tội lỗi chứ. Không dám. Tại không, sao không dám cản? Mày nói đi, thiệt sự luôn. Tại sao không cản? Muốn cản không cản, tại vì lúc đó em tôn thờ Phi Khanh lắm, chỉ cần mà chị em tụi tôi mà bay vô cản một cái là bà cào mặt tụi tôi hết. Đó là tâm lý đúng ha. Tôi sẽ tức giận và tôi cào cấu mọi người, nhưng mà mọi người phải dũng mãnh lên, mọi người phải đấu tranh lên. Này, nhất là anh, tự nhiên đưa cái mặt cho cả mỗi đêm hai đứa mình đó ngủ ở trên giường đó, thì anh phải thỏa thẻ với tôi, anh khuyên lơn tôi, không anh nằm xuống giường anh ngủ như chết. Cả cuộc đời anh còn một cái giấc ngủ ngàn thu mà anh vẫn không xài, anh xài cái giấc ngủ hàng ngày của anh. Anh không hề mà coi tôi là vợ của anh. Anh thử bao nhiêu năm nay anh có coi tôi là vợ của anh không? Dạ có. Ê, mày vô chi, mày vô duyên lắm. Gì vậy? Đâu à? Tự nhiên hỏi ta có phải chồng không, mày nói có, trả lời kỳ cục vậy. Không, ý em nói là có cái giấy gì gửi cho anh chị nè, tại nãy anh chị đi vắng rồi em nhận giùm nè. Giấy gì? Giấy gì mà phường gửi nè. Cái gì phường nữa? Cha, hay là cái giấy triệu tập hoặc là hỗ trợ điều tra cái gì đó. Ý, cưới nhờ tao xét nhà không? Cưới nhờ tao xét nhà không? Trời ơi, chị ham lắm, chị muốn. Bậy nữa. Muốn lắm á. Không, giấy này giấy như đề cử gia đình văn hóa. Bậy nữa. Cái đó là còn bậy nữa. Cái gia đình văn hóa sao được gia đình văn hóa? Trời, gia đình này cãi lộn tùm lum y xèo văn hóa gì. Có đâu có chừng lộn. Trời ơi, vô thôi kỳ vậy ta, thôi chắc là lộn rồi đó. Lộn chứ gì nữa không lộn. Gia đình ta mới cãi lộn đó. Trời ơi, vậy thôi. Mình nghĩ sao văn hóa nổi. Rồi, đi hỏi lại coi cái giấy gì vậy? Giống như con nhỏ này thì cái vô cắt ngang luôn á. Hồi nãy em chửi tới đoạn nào em quên. Cưng chửi tới cái đoạn mà coi như đêm nằm hai đứa ôm ấp nhau. Lẽ ra là tỷ tê mà khuyên nhủ. Đó không nguyên vụ ngủ mà coi nằm xuống là xài cái có một giấc ngủ là giấc ngủ ngàn thu. Thẳng thẳng từ từ xài, không xài. Hay xài giấc ngủ đi hoài. Đó, đó ông không coi tôi là vợ của ông. Rồi em nhớ rồi đó, nè, đó. Tại sao ông không khuyên nhủ tôi? Ông có còn coi tôi là vợ của ông không? Đó. Nữa rồi đó. Cái gì hoài vậy đó. Trời ơi, đang cãi hăng lắm á. Rõ ràng là có cái giấy mà. Cái gì nữa? Giấy của anh chị. Giấy gì? Sao? Không phải là cái giấy đề cử gia đình văn hóa, mà là cái giấy mời anh chị lên làm gương soi phố phường. Nữa, chồng sai dữ nữa. Người ta tốt, người ta có cái hay cái đẹp thì mới làm gương soi gì khác đôi theo. Còn gia đình này cãi lộn dữ lắm. Thì đó là cái phía đó, phía tốt quá là khen. Rồi có một cái phía xấu nữa là nêu gương lên để cho tất cả mọi người nhìn vô, để mọi người né đó. Ý mày nói là gia đình tao xấu hả? Không nha, không hề nha. Ê, du khống nha. Không có nha, gia đình tôi rất đoàn kết. Trời, tôi rất thương em dâu nè, tôi nè. Ê, mày nhìn nè, mày tưởng là chị hai chồng không? Phải nha, tao coi như má ruột tao nha. Ôi trời, tao cưng bánh nè. Nè, tôi nè. Nè, tôi là gia đình tôi rất là thương. Tôi rất thương vợ tôi. Tôi thương dữ lắm. Tôi thương. Thấy tôi thương không? Thấy không? Tôi thương vậy mà. Gia đình anh chị khó coi quá. Cái gì vậy? Chưa ngủ nữa em. Ngủ thì ngủ đi. Ôi, sao cứ vậy hoài rồi. Rồi mất kilo nào tôi lo chết luôn á. Sao vậy? Nó nói ngủ ngủ đi mà. Trời ơi, lo cái gì mà lo. Em không ngủ sao anh ngủ được? Hả?
Lo chuyện gì? Đổi tới nơi rồi đây nè, ngủ ngủ hoài, ôm ôm hoài. Ủa sao tự nhiên đói? Không làm được đói chứ sao? Trời ơi, thiệt á. Mấy cái chuyện nó suy nghĩ ban ngày, nhiều khi không ra, tự nhiên ban đêm nằm không chịu ngủ, tức suy nghĩ sao ra được biết. Ba thấy cái chuyện nó bình thường lắm. Em chỉ cần có em ký cam kết xong đúng không? Đó, ta yêu cầu mình ký cam kết thì mình ký cam kết. Sau đó mình làm lén, ai mà biết, đúng không? Với công việc của em là nào giờ cũng là công việc người ta không cho phép mà. Em cũng làm lén mà, giờ sợ gì? Thì quá, cái lúc đó là mình làm lén nhưng mà người ta không biết. Bây giờ người ta phát hiện ra rồi, là người ta đã phạt hành chánh rồi. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai mình mà tái phạm một cái nữa là mình ủ tờ luôn. Ủ tờ là gì? Là ở tù đó ông nội. Trời ơi trời, mấy cái đơn giản gì mà cũng không nghĩ ra. Ôi, cha nói cái thấy lo ta. Không lo. Em ở tù rồi. Rồi ai nuôi anh, ai nuôi chị anh ta? Trời ơi trời. Cái lúc này là anh chỉ nghĩ cho gia đình anh không nghĩ gì tới tôi luôn hả? Anh không lo gì tới tôi luôn hả? Anh lo cho em mà, thật sự nhưng mà chứ cha, cái sự việc nó nghiêm trọng vậy hả? Chứ sao? Thôi, được rồi. Cái này. Cái gì? Bình tĩnh đi. Anh ôm cái. Trước lúc em đi xa nè. Cái gì? Đi xa rồi đi đâu? Thì anh nói trước đó, nhiều khi ai biết được ngày mai ra sao. Cứ cho nó ôm cái đi mà.